Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với bộ tộc Olin và mình là tộc trưởng Olin. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lag PUBG Mobile trên PC. Có nghĩa là fix lag cái Tencent giả lập PUBG ở trên mobile. 100% 2018, fix lag 100%. Những cái cách fix lag đơn giản nhất mà các bạn đã không để ý và các bạn đã bỏ qua nó, mà thay vào đó thì các bạn lại tải những phần mềm hỗ trợ riêng để rồi xảy ra những cái tai nạn, những cái hậu quả thật đáng tiếc, đó là mất leak, mất thông tin cá nhân và mất tài khoản, dẫn đến mất tài khoản PUBG, mất tài khoản liên kết như Facebook chẳng hạn. Và cái quan trọng nhất để hỗ trợ những cái hình ảnh game, hỗ trợ những cái game PUBG, những cái game giả lập mà các bạn đã bỏ quên nó. Và bây giờ, đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu về cấu hình của tôi. Cái cấu hình của tôi RAM chỉ 6GB thôi, đó là Windows 7 64 bit. Và CPU G3450. Và card đồ họa là, để im, và card đồ họa của tôi là GT 630, giá trên thị trường chỉ có 300.000 đến 400.000 mà thôi, mà chơi PUBG Mobile cũng đã khá là mượt rồi, chỉ mỗi tội là không livestream thôi. Đầu tiên thì các bạn tối ưu cái PUBG này trước cho tôi. Tối ưu cái Tencent ở trong phần setting trước. Ok, tôi sẽ tắt cái này đi. Chúng ta vào setting. Thì cái basic này bạn để nguyên cho tôi. Bạn đến phần này. Thì các bạn ấn vào Smart Mode cho mình và tích vào Render and For và Rendering. Sau đó cái này thì các bạn close it đi cho mình, không cần. Memory thì các bạn của mình là 6GB, nhưng cái này nó chỉ tổ cho tối đa đến 4GB mà thôi. Thì các bạn để auto để nó tự động nhận diện cái RAM của các bạn. Cái này nói thì các bạn để auto cho mình, nó tùy theo cái bộ vi xử lý của CPU của các bạn mà nó tự động nó chọn. Còn cái này thì các bạn có thể để 366 1280 để cho nó to ra, khi các bạn mở PUBG lên thì nó to hay nó nhỏ. Thì mình quen tầm hình ảnh nhỏ rồi nên mình để 1024 x 576 thôi, và DPI của mình để 160. Thì những máy yếu hơn thì các bạn có thể để 120 và cao hơn. Như cấu hình của mình chip G3450, RAM 6GB, card đồ họa 630, GT 630 thì mình để 160 thôi. Xong phần end đến phần game thì bạn nào mà sử dụng những cái card đồ họa nó dưới 66, dưới GTX 660 thì các bạn có thể để đó, là hoặc không có card đồ họa thì các bạn có thể để nó là SD 720p. Như mình là 6630 thì cũng là card đồ họa gần tới 6630, lẽ ra mình chỉ để SD 720 nó cực kỳ mượt. Nhưng thôi, mình sẽ để lên 1080p, đó là GTX 660. Và những cái bạn nào card đồ họa cao hơn thì các bạn có thể để GTX 1060. Và cái display này mình sẽ để là auto để cho nó tự động nhận diện. Và mình sẽ không chọn nó nữa để nó tự động nhận diện, vì nó sẽ tốt hơn là cái bạn mặc định cho nó. Rồi ok, đó là phần setting của PUBG. Và cái điều quan trọng nhất mà các bạn là luôn luôn bỏ qua, mà các bạn không cài cái hỗ trợ hình ảnh cho nó, hình ảnh game cho nó, cho nên khi các bạn vào game, cấu hình máy của các bạn cao nhưng các bạn vào game nó vẫn bị giật, đó là điều đương nhiên. Cái mà mình muốn nói đến cho các bạn là cái Adobe Flash Player. Thì bắt buộc thì các bạn phải update hai cái này về cho mình. Hai cái này nó có tác dụng rất là cao, đến 70-80% hình ảnh hoặc đồ họa của game.
cũng như của YouTube, như website các bạn xem video hay hình ảnh, cái này nó hỗ trợ của nó đến 70 đến 80% hai cái này. Khi các bạn hiện tại máy các bạn giật thì các bạn hãy update setting cái PUBG như mình, và các bạn sau đó các bạn update hai cái này về cho mình thì bảo đảm các bạn hình ảnh chạy rất là mượt mà nó sắc nét, nó không bị vỡ anh hình ảnh, không bao giờ bị vỡ hình ảnh. Cái này thì các bạn có thể lên website, các bạn tải Adobe Flash Play. Đây, cái trang Adobe Flash Play này nó là get.adobe.com. Flash Play các bạn vào. Mạng hôm nay hơi yếu, các bạn thông cảm. Ok, như mình đã có hai cái này rồi thì nó không hiển thị cái thanh nút vàng đó loạn ở đây. Thì các bạn có thể chọn đây như cái này này. Thì các bạn sẽ bỏ tích hai cái bên này đi, cái này là những phần mềm bị kèm thôi. Xong các bạn ấn insert và các bạn cứ cài đặt bình thường thôi. Sau khi insert được một cái đầu tiên rồi thì nó sẽ ấn vào đây. Thì nó sẽ cho các bạn chọn hệ điều hành, như mình là Win 7, Win 10, Win 8 thì chọn. Chọn Win 10, Win 8, của mình là Win 7 thì mình chọn Win 7, và các bạn sẽ update cho mình hai cái này. Một cái là của Internet Explorer này, cái này cũng là của website Firefox này, cái này. Các bạn chỉ cần update ba cái này vào cho mình là ok. Nó hỗ trợ rất là nhiều cho game luôn. Các bạn cứ làm đi, nó sẽ các bạn PUBG của các bạn sẽ rất là mượt và nó sẽ không bị lắc nữa. Và cái thứ hai ở trong giả lập thì các bạn phải mở cái ảo hóa của cái BIOS ra khi các bạn tắt máy. Các máy khi các bạn khởi động máy thì các bạn ấn F11 hoặc F12, từ F10, F11 ấn F12 hoặc ESC hoặc phím đen. Ấn trong một phím thôi, F11 không được thì ấn F12, F12 không được thì các bạn ấn ES. Cứ mỗi lần tắt máy khi máy khởi động lên thì các bạn ấn, đừng cho nó vào Windows, để các bạn vào BIOS. Hoặc các bạn có thể tham khảo thêm ở trên Google cách vào BIOS của từng loại máy. Vào BIOS để mở ảo hóa, cho mở tính năng ảo hóa của main cho phần mềm giả lập Tencent. Như tất cả các phần mềm giả lập các bạn phải mở ảo hóa của BIOS ra thì các bạn sẽ không bao giờ bị lắc nữa. Ví dụ như mình gõ, mình như kiểu mình không biết gì đi, mở ảo hóa main H81 chẳng hạn. Đây, hướng dẫn mở bạn bật ảo hóa CPU trong BIOS. Cái này nó rất là quan trọng 100% cho những cái phần mềm giả lập của các bạn luôn. Tất cả các phần mềm giả lập các bạn đều phải bật ảo hóa. Như cái này hình ảnh nó không được rõ nét lắm, đây là vào BIOS rồi. Thì các bạn sẽ chọn đến dòng Intel Vitor Technology. Đó là ảo hóa thì các bạn enable lên, xong ấn F10 Server. Khi vào BIOS thì các bạn chuyển đến thanh tab 3, thanh Configuration. Các bạn chọn đến Intel Vitor Technology thì các bạn enable nó lên. Xong các bạn ấn F10. Xong yes, lưu lại và các bạn khởi động lại máy tính. Đó là ba cách để các bạn fix lag cho PUBG Mobile, nó sẽ không bao giờ còn lag nữa và nó sẽ là fix lag đến 100%. Ok, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip sau. Và mình là bộ tộc Olin. Các bạn hãy nhớ subscribe, like, share, chia sẻ cho kênh bộ Tôi là tộc Olin, Olin của mình, tên thật của tôi là Phong. để mình có Tôi cái sinh động ra lực ở để Việt phát Nam, triển thêm hiện những cái tại tôi video đang ở Yên khác, cũng Bái. như Từ nhỏ tôi đã thích những cái gì IT, mà các bạn có lỗi comment ở mỗi phía lần dưới thì mình tôi sẽ nói giải đến quyết tất IT cả cho các thì bạn. mọi người lại cười lăn cười Rồi, xin bò. chào và hẹn Nhiều gặp có lại các lần với bạn. Hưng phấn tôi đã nói về hacker,